Vậy đại chúng, chúng ta ngồi thật là ngay ngắn thoải mái và trở về lắng nghe hơi thở của mình, mang tâm về với thân thành một mối. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Trước hết trong cái phần thân thô thiện của mình nhất
là cái thần vật lý. Thì nếu như tất cả những cái đường ống của mình mà nó trống không, tất cả những cái đường hệ thống ống của mình từ hệ tiêu hóa cho tới cái hệ hô hấp của chúng ta, cho tới cái hệ tuần hoàn, rồi cho đến cái hệ thần kinh, nếu mà tất cả những cái hệ thống này mà nó đều trống rỗng, đều thông thoáng hết thì mình sẽ không có bị bế tắc, không có bị nặng nề, không có bị co cứng. Nếu như cái thân sinh lý của chúng ta cũng vậy, nếu như tất cả những cái tuyến nội tiết của mình mà nó thông, nó trống, nó sản xuất ra, nó lưu chuyển được, thì như vậy mình cũng không có bị bế tắc, mình cũng không có nặng nề. Nếu như cái tâm của chúng ta mà thông thoáng, không có cố chấp, không có sợ hãi, không có lo nghĩ, thì mình ăn ngon ngủ yên, mình cũng không có bệnh tật. Thành ra đó là mình nói trên những cái phần thân rất là thô. Còn nếu như mình nói là mình nhìn về đến được cái phần vi tế hơn, nếu như mình nhìn về cái phần vi tế hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái tế bào trong cơ thể mình, tất cả những tế bào trong cơ thể mình thì nó đều trống rỗng cả. Tất cả những tế bào trong cơ thể mình, từ cái tế bào để hình thành cái hệ thống cứng nhất là tế bào xương, nó cũng phải trống rỗng, nó cũng phải trống rỗng. Tất cả các cái bộ phận vi tế ở trong từng tế bào, từ to đến bé, nó cũng đều phải trống rỗng. Để làm gì? Để nó có cái sự lưu giữ những cái năng lượng, sự vận chuyển và trao đổi các cái chất liệu, cũng như để nó truyền thông với nhau. Thành ra tại mình không nhìn thấy được nó, mà mình chỉ cần phóng đại nó lên thì mình thấy nó có cả hàng vô lượng những cái cơ quan hệ thống ở bên trong, những cái tế bào li ti. Thì như vậy nó phải thông thoáng với nhau hết, nó phải trống rỗng đó, thì nó mới có thể trao đổi cho nhau, vận chuyển cho nhau, hay là truyền thông cho nhau. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái phần thân thô của mình thì mình thấy nó rõ như vậy. Và nếu như mà chúng ta nhìn kỹ hơn nữa thì chúng ta thấy tất cả những cái tế bào đó, thì nếu mình nhìn nó thì nó sẽ được hình thành từ những cái đơn vị nhỏ hơn mà thể vật chất mình có thể đo lường được, mình có thể thấy được qua các thiết bị, tức là các cái nguyên tử, các cái nguyên tử. Thì nếu mà ngày nay với cái khoa học phát triển thì chúng ta thấy các cái hạt điện tử và các nguyên tố này nó cũng không có cái hình tướng cố định, mà nó cũng không phải đặc cứng nữa, nó phải luôn luôn nó lưu chuyển và nó thông thoáng, và để rồi cuối cùng nó sẽ trở về với cái con đường của năng lượng chân như, tức là những cái sóng năng lượng. Thì như vậy thực chất về hình tướng của nó thì nó không có cố định. Thành ra nếu chúng ta trả nó về được như vậy thì chúng ta sẽ không còn được cái gì bị vướng mắc, bị nặng nề, bị bế tắc cả. Nếu như chúng ta nhìn trên cái con đường chân như, cái tâm của chúng ta, thậm chí như vì chúng ta đã có cái thân hữu hình rồi, chúng ta có vật chất xung quanh mình rồi, mà thực sự mình hoàn toàn không có cái sự dính mắc, cái sự mong cầu, tức là mình có mình sử dụng, không có cũng được, có cũng được, phải không? Tùy tất cả mọi gì, nếu mình có thì mình sử dụng theo cái có, mình không thì mình sử dụng theo cái không, và mình có thể sử dụng bất cứ cái gì để mình thay thế nó. Thì nếu mà mình được như vậy thì cho dù mình có cái thân vật lý, cho dù mình có những cái phương tiện xung quanh mình, nhưng mà mình hoàn toàn không bị lệ thuộc, không bị dính mắc, thì quý vị thấy nó cũng rất là thảnh thơi. Lấy một cái ví dụ như mình chấp là mình uống nước là mình phải có cái ly. Khi mà không có cái ly uống nước kiểu của mình là mình thấy khó chịu, là mình đã bị dính rồi, thấy không? Còn nếu như mình thấy mình có cái ly thủy tinh mình uống cũng được, mình có cái cup mình uống cũng được, thậm chí như mình không có ly, không có cup, mình có cái chén mình ăn cơm, mình uống nước cũng được. Không có cái chén, mình lấy cái thau nhỏ nhỏ hay cái nồi mình uống cũng được.
Và nếu mình nghèo hơn nữa, mình ra mình lấy cái muỗng rùa, phải không? Tức là mình có cái gì mình sử dụng cái đó. Mà nếu không có cái muỗng rùa nữa thì lấy cái lá cây. Nếu không có cái lá cây nữa, bùng cái tay lại uống. Thì như vậy là mình tùy duyên, tức là mình không có chấp, thì mình đi đâu cũng được. Phương, ở cái phương trời nào, cái hoàn cảnh điều kiện nào, mình cũng thích ứng được. Thành ra mình tự do tự tại. Và khi mình thực sự giàu có, mình có đầy đủ phương tiện hết. Tức là giả sử như mình có phước báo mà mình rớt vào một cái nhà đầy đủ hết, nhưng mà mình cũng xài cái gì mình cần thiết thôi, chứ mình không bị dính vào nó. Ở cái này nó đẹp quá, cái này nó sang quá, rồi mình phải lệ thuộc vào nó. Thì như vậy, cho dù mình có cái mang cái thân vật lý và mình có những cái điều kiện phương tiện xung quanh, nó vẫn không dính. Thì nếu chúng ta thực hiện sống được như vậy thì chúng ta thực sự rất là khỏe, rất là khỏe khoắn. Chứ không phải là nhiều hay ít, chứ không phải là nhiều hay ít. Tuy nhiên, cái nhiều hay ít đó do cái người tạo ra. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói tới cái nguyên tắc vay trả bên ngoài. Bây giờ mình sẽ nói tới cái nguyên tắc vay trả bên trong. Thì như vậy trở lại một lần nữa là quý vị thấy cái con đường chân chính của năng lượng vũ trụ, nó sẽ đi theo cái làn sóng như vậy. Và nó sẽ biểu hiện trên tất cả các phương tiện, hình tướng. Và mình đi từ cái tầng thấp nhất, trở lại là mình đi từ cái tầng thấp nhất cho tới cái tầng cao nhất. Đi đến tầng thấp nhất là mình thấy cái chất cứng trong vũ trụ. Chẳng hạn như các cái dãy núi không bao giờ nó bằng phẳng, mà núi nó sẽ nhấp nhô. Mình nhìn cái phần cứng thấp hơn núi, tức là các cái đồi, các cái đồi đất, thì cũng vậy, các cái đồi đất của nó cũng nhấp nhô, chứ nó không có bằng phẳng. Thì như vậy, do cái năng lượng của vũ trụ nó đi theo như vậy, thành ra một lần nữa chúng ta thấy ngày xưa mình sống trong cái điều kiện hoàn cảnh khoa học kỹ thuật chưa phát triển, tức là mình sống trên những ngọn đồi, mình làm ruộng làm nương cũng vậy, trên những cái ngọn đồi, thậm chí trên núi, mình ít khi mình ban nó bằng phẳng. Thành ra cái năng lượng của vũ trụ nó lưu chuyển theo con đường của nó, nó không bị bế tắc, thành ra nó không bị thiên tai bão lụt nhiều. Nhưng mà ngày nay mình có cái phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, mình đem mình phá rừng, mình ủi những cái cánh đồng mênh mông và mình làm cho nó bằng phẳng hết. Thì chính vì vậy mình đã làm ngược lại cái con đường đi của nó, thành những cái năng lượng của nó sẽ bị bế tắc. Thành ra từ đó nó mới tạo ra những cái sự dồn nén, nó mới tạo ra những cái động đất, hay là những cái sóng thần vân vân. Thì tất cả những cái đó đều do cái sự phá hoại cái con đường đi của nó, không có tuân thủ của nó. Và cũng tương tự như vậy, quý vị thấy những cái sa mạc cát mênh mông, nó không bao giờ nó bằng phẳng, và nó phải luôn luôn nó thành những cái đồi cát, nó dồn sóng và nó cũng thay đổi liên tục chứ nó không cố định. Dĩ nhiên cái núi thì tại vì nó cứng quá và mình không sống đủ lâu để mình thấy nó thay đổi. Cái đồi nó cũng vậy, nó cũng thay đổi nhưng mà mình không sống đủ lâu để mình thấy nó. Nhưng mà những cái đồi cát trên sa mạc thì nó thay đổi liên tục mỗi ngày, mỗi giờ. Và nếu như quý vị đi ra, quý vị nhìn những cái bờ biển thì quý vị thấy nó thay đổi theo từng cái đợt sóng. Tất cả những cái dợn sóng, ở dợn sóng của cát ở dưới cái mặt nước ở ngay bờ biển, nó cũng sẽ thay đổi liên tục, nhưng mà nó cũng có những cái làn sóng như vậy. Thì đó là cái chất cứng. Trên cái chất cứng là cái chất lỏng, thì chúng ta cũng thấy nó như vậy. Cái chất lỏng này trên mặt biển, trên mặt sông, trên mặt hồ, cho tới ngay cả ở mé dưới, nó cũng luôn luôn có cái hình, tức là có những cái làn sóng từ nhỏ tới lớn. Và cuối cùng là cái mà chúng ta có thể cảm nhận được nhưng mà chúng ta không thấy, tức là những cái luồng gió. Đặc biệt là khi mà nó, chẳng hạn như khi quý vị thấy nó thổi bụi thì mình không thấy rõ, nhưng mà nó thổi những cái lá cây, nó thổi những cái lá cây. Thành ra quý vị đứng, chẳng hạn như khi mình bay trên máy bay á, mình bay trên máy bay thì quý vị thấy cái dòng nước cũng vậy. Tại sao những cái dòng sông ít khi mà nó chảy thẳng đục, mà nó chảy nó phải uốn éo,
nó không phải lên theo chiều này mà nó kẻ cả chiều ngang. Và nếu quý vị nhìn để ý những cái dòng thác nó chảy xuống cũng vậy. Tại sao thác nó chảy xuống? Khi mà quý vị đi dọc theo những cái núi mà mình thấy những cái thác nước nó chảy xuống à? Cũng vậy. Khi nó xuống rồi tại sao cái dòng nước nó không chảy ngay một dọc mà nó sẽ lượn qua lượn lại, lượn qua lượn lại? Và nếu mình để ý mình sẽ thấy nó có cái chu kỳ, cái nhịp điệu của nó, chứ nó không chạy thẳng băng. Thì cái gió cũng vậy, khi nó thổi bụi nhẹ mình không thấy, nhưng mà khi nó thổi những cái lá cây thì mình sẽ thấy nó đi theo cái chiều đó. Và đặc biệt là khi mà nó bị lệch pha nhau một tí xíu thì nó tạo nên những cái cơn lốc xoáy, mình sẽ thấy nó rõ hơn. Thành ra khi mà chúng ta thấy cái con đường vận hành căn bản của vũ trụ trên cái con đường của cái làn sóng này, thì mình biết rằng nó luôn luôn tuân thủ cái quy luật, như mình nói là trong đạo Phật thì gọi là luật luân hồi hay là luật nhân quả, khác tên nhưng mà đồng ý nghĩa. Tức là chúng ta thấy cái nhịp điệu của nó đi. Thì như vậy nếu nhìn trong một cái chu kỳ của nó thì nó có lên, rồi nó có xuống, rồi nó lên, phải không? Thì như vậy nó đã là luân hồi ngay trong một chu kỳ, nó có nhân quả ngay trong một chu kỳ. Và nếu như mình lập lại cái chu kỳ, mình đem cái chu kỳ này mình lập tiếp tục qua cái chu kỳ thứ hai thì nó y chang, nó trùng lắp. Thành ra trong tự thân của nó đã có cái sự trọn vẹn tuân theo cái quy luật đó. Và đó là lý do tại sao trong Kinh Hoa Nghiêm nói một là tất cả là một. Hay là cũng trên cái tinh thần mình nói là tất cả các pháp đều hiển lộ cái tự tánh của nó bình đẳng như nhau, không hơn, không kém. Thành ra chúng ta thấy một cái chu kỳ của nó đã biểu hiện được cái sự tuần hoàn, hay là sự luân hồi, hay là cái nhân quả, cái bảo tồn của nó. Và cái sai lầm của mình xưa nay á, là mình cứ nghĩ là khi mình đi vào trong cuộc đời đó là mình có mặt cho đến lúc mình tắt thở, là mình nghĩ là một cuộc đời. Nhưng mà cái đó hoàn toàn chưa đúng. Tức là từ khi mình có mặt ở cuộc đời này cho đến khi mình tắt thở mới có nửa cuộc đời thôi. Còn nửa cuộc đời kia tức là cái mình du hành trong cái thân trung ấm của mình, tức là trong cái thân phi vật chất. Tại vì nếu như mình nói trọn vẹn một chu kỳ, lấy ví dụ như hơi thở thì mình hít vào, xong rồi mình phải thở ra. Cái này nó là có sự biểu hiện của hình tướng, thì nó phải có sự biểu hiện của không hình tướng. Nó phải có cái dương, thì nó phải có cái âm, thì như vậy nó mới trọn vẹn một cái chu kỳ của nó. Nó có ban ngày, thì nó phải có ban đêm. Thành ra cho đến cái giờ phút, cho đến cái giờ phút mà khi mình mới bắt đầu đi vào tái sanh trở lại, đó mới là trùng với cái điểm mà khởi sự của mình ở cái chu kỳ trước. Thành ra chính vì mình không thấy được cái chu kỳ sống của mình trọn vẹn như vậy, thành ra có khi chúng ta không tin rằng nó có nhân quả, chúng ta không tin rằng nó có báo ứng, và chúng ta không tin rằng nó có cái sự luân hồi đó. Thành ra chúng ta phải biết rằng sự có mặt trên thế gian bằng cái thân hình tướng của chúng ta chỉ là nửa cuộc đời thôi, chứ nó không phải là một cuộc đời. Đó là cái điểm thứ nhất chúng ta cần lưu ý. Cái điểm thứ hai nữa là nếu như chúng ta nhìn kỹ lại trong một chu kỳ sống của chúng ta, thì chúng ta lấy cái điểm giữa này làm tâm. Lấy cái điểm giữa này làm tâm, thì chúng ta đem cái đầu này chúng ta nắm, chúng ta quay nó qua đây, thì cái đỉnh này nó sẽ rớt xuống cái trót ở dưới này. Tức là nó là một cái sự trùng lấp của nhau, chẳng qua nó chỉ là sự phản chiếu hay là đối xứng với nhau mà thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự sống như thế nào trên, tức là cái đời sống của mình trên dương gian như thế nào, thì cái đời sống trong cái cảnh giới mình tạm gọi là cảnh giới âm, nó sẽ như thế đó.
Nếu như trên này cái thân của mình là đau khổ chó chóc thì mình xuống dưới kia nó sẽ bị y chang như vậy, chứ nó không có gì cả. Tức là nó chỉ là sự phản chiếu trở lại. Thành ra đặc biệt là khi cái giờ phút cần tử nghiệp, tức là giờ phút lâm chung đó, nó bắt đầu nó lật, nó bắt đầu nó lật ngược lại. Thành ra chúng ta sẽ thấy lúc đó mình y như là một cuốn phim quay chậm, quay lại hết tất cả những cái gì trong ký ức của mình. Bởi vì nó chỉ là cái sự phản chiếu, theo như năng lượng theo cái sóng vũ trụ thì nó chỉ là sự phản chiếu ngược lại tất cả những gì nó đã biểu hiện, để nó tạo nên một cái chu kỳ trọn vẹn, để cho nó bổ túc lẫn nhau, nó hoàn thiện lẫn nhau. Thành ra đó là lý do tại sao mà ngài Đại Lama Ma nói là sống hạnh phúc thì chết bình an. Khi chúng ta biết sống thì chúng ta sẽ biết chết. Nếu chúng ta giữ được cái sự bình an, cái sự xả bỏ thì như vậy chúng ta sẽ không có bị vướng mắc, sẽ không có bị luân hồi, không bị đọa lạc. Còn nếu như trên cái cõi đời này mà chúng ta không biết sống, không có chuẩn bị thì chúng ta sẽ phải trả lại. Và cái trả này là cái nguyên tắc tự nhiên của nó vận hành, chứ không ai bắt mình, không ai hành mình, cũng không ai khảo mình cả. Nó chỉ là cái sự phản chiếu ngược để làm mà thôi. Đó, thì điểm đó là chúng ta cần phải lưu ý. Cái điểm thứ ba nữa, chúng ta thấy dĩ nhiên là cái phần âm, cái phần vô hình thì mình chưa có quen để mình nhìn thấy, phải không? Ngay trong cái thân tứ đại của mình nó có cái phần vi tế hơn là cái phần gió và cái phần năng lượng mà mình đã chưa thấy được, huống chi là những cái phần tâm thức của mình. Đó, rồi đến cái phần cuộc sống của chúng ta bên kia thì mình lại chưa có cái kinh nghiệm để mà nhìn thấy. Thành ra bây giờ chúng ta tập làm sao để muốn có được cả một cái chu kỳ trọn vẹn bình an, thì mình đã biết rằng nó là sự phản chiếu lẫn nhau, sự bổ túc cho nhau để hoàn thiện lẫn nhau. Thì giờ mình phải làm sao chuẩn bị cái phần này cho nó trọn vẹn, cho nó tốt đẹp, thì tất nhiên nó sẽ có được cái quả bên kia, hay là cái sự phản chiếu bên kia là tốt đẹp. Thì như vậy trong cái phần dương thế này, trong cái phần dương thế này thì chúng ta xem như là bây giờ mình sẽ thấy hai cái phần hai bên nó đối xứng nhau và nó ngược nhau. Bên này nó đi lên thì bên này nó đi xuống, phải không? Hai bên nó đi vào, nó tạm và nó ngược nhau. Thì như vậy chúng ta xem thử coi mình có mặt trong cuộc đời này bằng cái con đường nào, và như vậy khi mình đi ra mình phải đi theo con đường nào thì mình mới tuân thủ của nó. Thì chúng ta thấy trên cái nguyên tắc mà hôm trước mình học cái ngày đầu tiên, là khi mà chúng ta có cái sự dính mắc, có cái chấp trước, có cái bị giới hạn, thì ngay lập tức chúng ta sẽ đi vào từ cái vi tế và dần dần nó biểu hiện thành cái thô, thấy không? Cái ví dụ là chẳng hạn như khi chúng ta thấy cái năng lượng mà nó bị tù túng, thì ngay lập tức mình sẽ thấy nó nóng bức, nó khó chịu, nó ngột ngạt. Và từ cái nóng bức, khó chịu, ngột ngạt đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy từ từ nó sẽ có ẩm thấp, nó có cái hơi ẩm, tức là nó sẽ đi xuống từ từ. Từ cái ẩm đó nó sẽ đọng lại thành ra cái nước, nhưng mà cái quá trình của nó từ từ, nó lâu đó. Thì bây giờ khi tới cái nước cũng vậy, chúng ta nó thấy nó biến thành cái chất cứng. Thì cái ví dụ mà chúng tôi thường nói là hai dòng nước, một bên chảy nhanh, một bên chảy chậm. Thì càng chảy chậm bao nhiêu thì rong rêu càng phát sinh nhiều, các loài thủy tộc càng gia tăng, rồi lá cây rác rưới nó tù đọng ở trên, bùn xịn nó phát sinh ở dưới, và cuối cùng nó thành những cái vũng xịn hay là những cái hố rác. Thì như vậy từ ở bên trên nó đi xuống dưới. Ngược lại, chúng ta thấy chúng ta có hai cục nước đá, nó tan thành nước.
khi mình để cho nó lưu chuyển, khi mình để cho nó rộng rãi, chúng ta có hai chén nước mà chúng ta để một bên im, một bên di chuyển, một bên trải rộng thì nó sẽ bốc hơi, thấy không? Và khi mà nó bốc hơi lên rồi thì chúng ta có hai cái phòng, mà nếu mà nó đầy nghẹt, đóng cửa kín mít thì một bên nó tù túng, nóng nảy, một bên chúng ta mở cửa ra và mở quạt lên thì bên kia nó sẽ thông thoáng mát mẻ, và cái khi nóng nó sẽ chạy lên trên. Thì tương tự như vậy trong cái sự biểu hiện của con người của mình cũng vậy. Đầu tiên hết mình đi vào từ cái thanh trung ấm của mình ha. Mình đi vào từ cái thanh trung ấm của mình, tức là nó chỉ là một cái thể năng lượng trơn như. Đúng ra nếu như mình không có chấp trước, mình không có bị si mê, thì cái năng lượng đó sẽ tự do tự tại trong vũ trụ và nó trở về cái nguồn trơn của nó, tức là về cảnh giới thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì mình có cái si mê, mình có cái chấp giả thầm thiệt, mình có cái mong cầu, thành từ đó nó mới bắt đầu đi tìm cái nơi để nó gán. Mà ngay cả khi mà nó có cái ý thức như vậy, tức là nó bị si mê, nó muốn đi tìm cái chỗ để nó nương tựa, nó gán, nhưng mà đó mới là điều kiện cần thôi chứ chưa đủ. Điều kiện cần thôi chứ chưa đủ. Tại vì trong kinh Đức Phật dạy rất rõ ràng là nó cần phải có ba yếu tố hội tụ đầy đủ, đúng lúc, đúng nhân duyên. Thì cái yếu tố thứ nhất là cái thần thức phải có cái tâm dính mắc mong cầu si mê như vậy. Cái thứ hai nữa là phải có cái trứng ha, tức là của cái động vật cái là người phụ nữ, và phải có cái tinh trùng của người cha hay của động vật đực. Tức là ba yếu tố đó nó mới phối hợp lại với nhau đúng lúc, đúng thời. Thì như vậy chúng ta thấy thực sự nếu mà không có, tức là trong thế gian này, trong vũ trụ này, có cho dù mà có cái tâm phân biệt ra, tức là có âm, có dương, có đực, có cái, có nam, có nữ, nhưng mà nếu như không có sự giao hợp, giao phối thì hoàn toàn cái thần thức đó nó cũng sẽ không gá vào được. Phải không? Bởi vì mỗi một con người, mỗi một loài chúng sanh nó đều có một cái tần số năng lượng nhất định, nó chỉ dao động khác biệt một ít thôi, chứ nó không có khác nhau nhiều. Thành ra nó sẽ không đủ sức để chiêu cảm ha? Theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì nó sẽ không đủ sức để chiêu cảm. Chỉ khi nào có sự phối hợp trở lại, và dĩ nhiên sự phối hợp trở lại càng nhiều bao nhiêu thì cái sức mạnh và sự chiêu cảm nó càng nhiều bấy nhiêu. Thành ra nếu như ở độc lập, độc thân, không có sự giao hợp, giao phối thì nó sẽ không đủ sức để chiêu cảm cái thần thức này đến. Khi mà có cái sự giao phối, giao hợp thì ngay lập tức cái năng lượng, cái hít nó sẽ gia tăng và lập tức nó sẽ chiêu cảm cái thần thức đến. Thì như vậy, đó là cái yếu tố đầu tiên, ba điều kiện cần và đủ thì ngay lập tức nó nhập vào. Thì chúng ta thấy cái điều kiện kế tiếp trong cái ba điều kiện đó là gì? Tinh cha và huyết mạch. Thì cũng vậy, trong cái tinh của cha thì tại sao nó là nằm ở cái tầng khí à, là tại vì cái tinh dịch của động vật nam, động vật đực, nó không bao giờ có thể tự thoát ra khỏi được con người của nó. Nó đòi hỏi phải có một cái áp lực ha? Nó đòi hỏi phải có một cái áp lực, tức là một cái sự nén, thì lúc đó nó mới xuất ra khỏi. Rồi khi nó ra khỏi cái cơ quan sinh dục của động vật đực của người nam rồi, nó còn phải vượt ngược dòng âm đạo của động vật cái hay là người nữ. Thì như vậy nó phải vượt ngược dòng thì nó phải có cả sức lực và nó phải có ý lực. Giống như mình cứ tưởng tượng là chẳng hạn như khi mình đang có hai cái đoàn quân sát lá cà thì trong tự thân của mỗi đoàn quân thì cái người nào mà tiên phong, phải không? Những cái người tiên phong, những người lãnh đạo là thường là những người phải rất là mạnh mẽ về thể lực và phải rất là kiên cường, can cường và ý chí, nghị lực.
thì những người đó mới là những người vượt cái đấng con của mình đi lên hàng đầu. Rồi khi mình đứng hàng đầu của đấng con mình rồi, mình sát lá cà với quân địch bên kia, mình cũng phải là cái người xông vào ha, càn vào, chen lẫn với quân địch và vượt qua luôn hết tất cả những cái chướng ngại của quân địch, để đến cuối cùng nếu mà mình thành công được giai đoạn đó là mình bắt đầu vào được cái thủ phủ hay là vào được cái thành, phải không? Thì vào tới cái thành chưa chắc, nếu mà người ta cố thủ kỹ quá không mở cửa thành, phải không? Thì mình cũng không vào được, mặc dù mình đã vượt qua cái trận chiến bên ngoài rồi. Thì vượt qua cửa thành còn là một giai đoạn cam go nữa. Đó, thì ở đây cũng vậy, chúng ta thấy khi mà nó không có cái khí lực, khi mà nó không có cái ý lực, thì những cái con tinh trùng nó không thể nào mà thoát ra khỏi, cũng như không thể nào nó vượt qua hàng triệu cái con khác để mà nó vượt lên hàng đầu. Vậy khi mà nó đến được cái trứng cũng vậy, nó phải làm sao vượt qua khỏi cái thành trì của cái trứng để nó đi vào trong cái trứng, là cả một vấn đề rất là gian nan. Do đó nó phải có cả sức lực, ý lực và sự kiên cường. Thành đó lý do tại sao trong cái tinh cha thì cái khí là chủ yếu nhất. Cũng như trong cái huyết mạch, cái trứng của người phụ nữ, thì chúng ta biết rằng cái trứng của người phụ nữ thì nó là một cái tế bào giống như mình vừa thấy, nó giống như là một cái tế bào. Thì nó có cả những cái thể đặc, thể lỏng, thể khí, thể không, vân vân. Nhưng mà tại sao lại lấy ở đây là cái thể dịch? Là tại vì tất cả cơ thể mình nói riêng và cái hành tinh mình đang cư ngụ nói chung, như mình đã học ngày hôm qua rồi, 70% là nước, phải không? 70% là nước. Thành ra đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bản tính và thể chất của người nữ là âm, mà âm là nó tù đọng, nó bao dung, nó hàm chứa, nó cưu mang. Thành ra người ta lấy cái ý nghĩa của nó là cái dịch. Thì như vậy đi đầu tiên nó vào là hỏa đại, tới phong đại, tới thủy đại, và cuối cùng khi ba yếu tố hội đủ, cần và đủ rồi, thì nó sẽ thành ra một cái trứng thụ tinh là địa đại. Đó, thì sau khi nó hình thành được một cái trứng thụ tinh nhỏ bé như một cái giọt nước, thì từ từ nó sẽ mượn tiếp tục tứ đại đó trong vũ trụ qua cái nhau thai của người mẹ, để nó nuôi lớn dần, phải không? Nuôi lớn dần. Thì như vậy chúng ta thấy trở lại là trên cái con đường này, tức là từ không, từ ở dưới không mình bắt đầu mình nhập vào thai, và cái hình tướng của mình, cái tứ đại của mình nó sẽ lớn dần, lớn dần, lớn dần. Rồi kế đó là chúng ta thấy cái lớn dần này không phải về thân vật chất không thôi, mà mình còn có cái gì? Mình có cái thân sinh lý, tâm lý, tâm linh của mình. Thì biểu hiện ở ngoài cuộc đời là gì? Tức là khi mà mình bắt đầu mình lớn lên, thì đầu tiên hết mình nằm trong bụng mẹ, là mình lấy tình thương của người cha, người mẹ, mà đặc biệt là của người mẹ, phải không? Mình không cảm nhận được tình yêu thương của người nào khác hơn là của người cha và người mẹ. Nhưng mà khi mà mình vừa lọt lòng thì mình lấy được thêm tình yêu thương của những người anh, chị, em, hay là những người bà, con thân thuộc của mình. Mình lớn lên tí xíu nữa thì mình bắt đầu mình mở rộng ra, là mình bắt đầu đi học thì mình có được tình yêu thương của thầy cô giáo. Mình bắt đầu mình lớn lên tí xíu nữa thì mình càng mở rộng ra bên ngoài, thì mình càng học được nhiều, càng có được nhiều cái tình thương yêu. Thành ra không phải thể vật chất không thôi, mà kể cả cái tình yêu thương và kể cả cái trí tuệ, cái kiến thức của mình, càng lớn bao nhiêu là mình càng vay mượn làm nhiều bấy nhiêu, đúng không? Thành ra nó sẽ lớn dần theo cái thân tứ đại của mình. Thì như vậy quý vị thường nghe nói là 60 năm cuộc đời, phải không? Mình lấy cái mốc là 60 năm cuộc đời, thì chính giữa của 60 năm là 30. Thì như vậy đó là lý do tại sao ông bà mình nói là tam thập nhi lập, 30 tuổi thì mới lập được sự nghiệp, lập gia thế.
Nơi đó là cái đỉnh cao của sự trưởng thành, của sự chín chắn, của sung mãn về thể lực cũng như cái tâm lực, ý lực. Thì tất cả mọi cái đã được vay rất là nhiều. Dĩ nhiên trong quá trình vay nó có trả, nhưng mà ở giai đoạn nửa đầu thì vay nhiều hơn trả, thành ra nó sẽ gia tăng dần. Thành ra quý vị thấy, đối với khoa học ngày nay thì người ta thấy rằng ở cái tuổi 30 là dĩ nhiên mình hết lớn nổi rồi, phải không? Hết phát triển rồi. Đó. Thì đây cũng là cái lý do tại sao quý vị thấy Đức Phật của chúng ta không thể hiện bằng cái con đường như những người bình thường, hay là những cái người hơi đặc biệt một tí xíu, chẳng hạn như các vị Lạt Ma, các vị Thiền Sư, hay là những cái người mà người ta biết sống thuận theo vũ trụ. Đức Phật không thể hiện bằng cái con đường mới sinh ra 3-4 tuổi để rồi từ bỏ gia đình đi vào tu viện học hành và tu tập, mà Đức Phật lại thể hiện ở cái con đường sinh ra và lớn lên như một con người bình thường để rồi tới cái tuổi 29-30 mới bắt đầu từ bỏ. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, mà Ngài có khả năng biết được giờ mình ra đi, biết được nơi mình tái sanh, phải không? Biết cái cảnh giới mình tái sanh, thời điểm mình tái sanh. Thì như vậy tại sao Đức Phật không làm như các vị Lạt Ma Tây Tạng, các vị Thiền Sư, nhưng mà Ngài đã thể hiện bằng con đường này? Để chẳng qua đây là một cái sự thanh giáo để cho mình thấy rằng khi mà mình ra trong cuộc đời này, mình vay rất là nhiều, nhưng mà tất cả những cái đó nếu như mình nhận chân nó được, nó là cái giả, nó là cái tạm bợ, rồi mình viễn ly, mình nhàm chán, thì cuối cùng là mình sẽ trả, sẽ xả bỏ hết, sẽ viễn ly hết, sẽ trả hết. Thành ra chúng ta thấy rằng nửa đời đầu của mình, tức là 30 năm đầu, mình sẽ vay nhiều hơn trả. Thì tất nhiên khi mà 30 năm sau thì mình phải lập gia đình, sanh con đẻ cái để trả nợ, để tiếp tục nòi giống. Mình phải đi làm để mình trả lại hết tất cả gì mình đã vay cho xã hội, cho gia đình, mở rộng lòng từ bi của mình, tình thương yêu của mình, kiến thức của mình. Tức là mình phải cho ra hết, càng cho ra bao nhiêu, nhiều bao nhiêu thì mình càng trả nhiều bấy nhiêu. Đó. Thì đó là mình thấy rằng cái con đường vận hành của nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta trở về với cái thân vật lý của mình cũng vậy. Quý vị thấy khi mình đi vào, mình đi từ cái hỏa đài tới phong đài, tới thủy đài và tới địa đài. Thì ngược lại khi mình muốn đi ra theo nó thuận đường của nó, thì mình phải trả từ cái địa tới cái thủy, tới cái phong và tới cái hỏa. Nhưng mà đối với những người mà biết trước, những người mà sống thuận với vũ trụ, thì người ta không những làm cho tự thân mình, mà ta phải làm cho hết tất cả những cái phương tiện, những cái tài sản, những cái quan hệ người ta có. Thành ra quý vị thấy, đối với những cái văn hóa, những cái truyền thống, những cái xã hội mà người ta sống thuận với vũ trụ, thì ở cái giờ phút cuối, những năm cuối của cuộc đời, thì người ta bắt đầu người ta chia tài sản, phải không? Cái trước hết là người ta chia tài sản đất đai nhà cửa, rồi kế đến là người ta phân công công việc, vị trí sắp xếp, rồi kế đến là người ta sẽ viết di chúc dặn dò, và cuối cùng là lời trăn trối. Thì đó là bên ngoài. Còn bên trong tự thân của người ta á, thì mình thấy rằng bình thường là khi mà qua khỏi 30 tuổi trở lên thì nguyên tắc của vũ trụ cũng vậy, tức là mình phải trả dần, cho dù mình muốn hay không muốn mình vẫn phải trả. Rõ ràng là khi mình càng lớn bao nhiêu thì cái xương của mình nó càng rút lại bấy nhiêu, phải không? Thì khi nó rút cả chiều dọc thì nó phải rút cả chiều ngang. Nhưng mà ở đây bây giờ mình coi chừng mình rút chiều dọc mà mình nở chiều ngang, là mình cố tình giữ bạn không chịu trả, không thì nó đã vi phạm cái đó rồi, vi phạm cái quy luật vay và trả, sự luân hồi của nó. Thì chúng ta thấy rằng đối với những người mà người ta biết chuẩn bị ra đi thì người ta trả cái phần thô này trước, tức là người ta từ ăn nhiều qua ăn ít,
từ âm đồ đặc qua âm đồ lỏng, từ âm đồ thô qua âm đồ tinh, đồ tình. Thì dần dần cái cơ nghĩa nó sẽ ốm lại, nó sẽ nhẹ đi. Kế đến khi mà mình bắt đầu mình ăn đồ đặc xong qua đồ lỏng, từ uống nước cháo qua uống nước súp qua uống nước trong, thì cũng vậy, mình sẽ giảm cái nước từ từ, và cuối cùng là mình sẽ trả cái hơi thở từ từ nhẹ nhẹ, và một hơi thở cuối cùng là mình ra đi. Thì như vậy thông thường đối với y học hiện đại và đối với xã hội thì người ta nghĩ là khi mình trả tới cái tầng thứ ba này là mình xong, tại vì tắt thở là hết. Nhưng mà khi mà mình biết được cái Phật giáo thấy rằng mình còn có một cái năng lượng, cái thanh trung ấm, tức là mình phải chờ cho hết tất cả những cái năng lượng vi tế trong người mình nó rút ra hết và nó gom tụ lại, thì từ đó nó tìm một cái con đường nhỏ nhất, cuối cùng nó thoát ra. Thấy không? Thành ra mình thấy rằng trả một cách đúng đắn là phải đi ngược lại cái lúc đường mình vào. Khi mình vào là mình vào từ hỏa, phong, thủy, đài. Tức là khi mình vào là mình vào từ hỏa, phong, thủy, đài. Từ cái vi tế, cái thô là tại vì mình có cái vô minh, cái ái ngã, cái cố chấp. Nhưng mà khi mình đi ra là tại sao mình phải trả ngược lại? Thì như vậy là trả cái đài, thủy, phong, hỏa. Thì nếu như thực sự mà mình hiểu đúng cái nguyên tắc của vũ trụ, thì mình đã làm thuận như vậy, thì nó rất, đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói với quý vị là khi mà mình ra được cái giai đoạn đầu tiên của mình là mình thảnh thơi, mình nhẹ nhàng và mình rất là tích cực, tức là mình sẽ đi vào cảnh giới của trên như của Niết Bàn liền. Là tại vì nó tuân thủ theo đúng cái nguyên tắc của vũ trụ mà hôm trước ngày đầu tiên mình đã nói. Khi mình có cái cố chấp, cái chấp trước, cái si mê, thì ngay lập tức nó sẽ bị tù túng, nó sẽ bị nặng nề và nó sẽ biểu hiện từ tế tới thô. Nhưng mà khi mình đã vào đây bao nhiêu năm lăn lộn trong cuộc đời, nó nặng nề, nó đau khổ, nó chật chội, nó tù túng, và mình đã thấy khổ sở rồi. Và nếu như mình chuẩn bị, mình đi ra đúng theo con đường này, tức là mình chuyển từ thấp lên cao, chuyển từ thô tới tế, thành ra khi mà mình gom được hết cái năng lượng của mình thoát ra khỏi cái nhà này, và trời ơi, mình bay lên một cách rất là nhẹ nhàng, rất là sung sướng, rất là tích cực. Thành ra cái giờ phút ban đầu khi mình thoát ra được đó là mình thăng hoa, mình có thể, nếu lúc đó mà mình giữ được cái tâm thái đó, là mình sẽ đi vào cảnh giới Niết Bàn hay là tự do tự tại. Còn vì cái tập khí của mình lại si mê, lại cố chấp, thì lúc đó mình mới tiếp tục đi tìm cái thân để mình gán. Thành ra cái nguyên tắc này nó rất là rõ ràng đó. Do vậy mà khi mà mình thấy là trong đời sống hàng ngày, cái phương pháp tu tập của mình để mình chuyển hóa ngược, khi mà mình bắt đầu mình giảm bớt cái phần cứng, phần thô, mình giảm bớt cái sự bế tắc, cái sự cố chấp của mình, cái tri kiến sai lầm, cái si mê của mình, thì mình đang chuyển ngược lại. Như vậy mình tập để mình thấy rằng cái exercise, cái homework mà chúng ta cho quý vị ngày hôm qua là mình về mình tập bỏ, đừng có đưa vô nữa, rồi bắt đầu xả ra từ từ những cái của mình, rồi những cái của chung trong gia đình, từ cái thô thì từ từ cho tới những cái vi tế hơn. Thì khi mà mình thực tập được như vậy thì mình sẽ làm dần và có thói quen dần, thì đến lúc mà mình ra đi mình nói chả có cái gì thật cả, và mình đã bị nặng nề, bị dính mắc, bị khổ đau với cái xã hội, với cái gia đình và cụ thể với cái thân của mình. Thành ra khi mà mình vừa thoát ra được một cái nữa là trời ơi, ngũ thân có sẵn, thấy không? Thành ra nếu như mình biết được cái nguyên tắc này thì mình sẽ thảnh thơi đó. Thành ra chúng ta thấy nếu như mà mình thực hiện được đúng theo cái con đường như vậy thì mình vừa ra một cái là mình sẽ đi liền, nó thoải mái, đừng có quay trở lại nha. Thành ra nó sẽ đi một cái rất là lạ đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái nguyên tắc của vũ trụ nó biểu hiện rất rõ, và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng những cái người mà chết bất đắc kỳ tử, những người chết bất đắc kỳ tử, người ta rất là khó để mà đi tái sanh hay là để đi vào những cảnh giới an lành.
khó mà được giải thoát thảnh thơi. Là tại vì người ta đi vào bằng cái con đường như vậy, nhưng mà khi người ta trả ra thì người ta chưa có kịp chuẩn bị để trả. Cái năng lượng nó sẽ còn kẹt lại trong cái thân vật lý của người ta, cái năng lượng nó còn kẹt trong tài sản, còn dính mắc với gia đình, người yêu thương, bạn bè, chưa kịp chuẩn bị từ giả gì cả. Thành ra khi mà cái năng lượng nó còn kẹt lại trong này thì nó sẽ không trả ra được đầy đủ. Phải không? Cái năng lượng mình đem vào là 1.000 mà mình trả ra được có 500-300 mà, thì như vậy chắc chắn là không đủ để mình đi vào mua lại cái thân của mình. Thấy không? Thì cái năng lượng nó sẽ thấp hơn cái năng lượng ban đầu. Do đó mà mình không bao giờ đi vào được cái cảnh giới bằng với mình lúc trước. Mình phải đi vào cảnh giới thấp hơn. À, phải đi vào cảnh giới thấp hơn. Cái thứ hai nữa là khi mà nó ra được ít như vậy thì cái phần còn sót lại nó sẽ nằm ở đâu? Nằm trong cái thân xác của mình, nằm ngay cái tài sản của mình, nằm ngay những cái người yêu thương của mình dính mắc. Thành ra nó sẽ bị cái lực hấp dẫn của vũ trụ chiêu cảm, nó sẽ trở về. Thành ra nó cứ loan quanh luẩn quẩn ở đó, nó không chịu đi. Nha, nó không chịu đi. Thành ra không những nó không chịu đi mà những cái người nào mà càng thân, càng gần gũi thì những cái người đó là càng dễ thấy, là tại vì nó bị cái lực chiêu cảm mà. Thấy không? Đó. Thành ra chúng ta thấy đó là cái nguy hiểm thứ nhất nếu như mà mình không có cái sự chuẩn bị. Và nếu như chúng ta biết rằng mình có cái phần thân tâm thức của mình nó cao hơn, thì như vậy mình phải luôn luôn tâm niệm là mỗi một lần mà mình nằm xuống, mỗi lần mình bước ra đi, hay là mỗi một lần mình thở ra, là mình luôn luôn có cái tâm niệm rằng đây là hết một cuộc đời. Tức là hít vô là mình vay, thở ra là mình trả. Đó là nếu như mình tu tập mà mình làm được như vậy thì mình có thể chuẩn bị ra đi bất cứ lúc nào. Coi như mình vay và mình trả, thành ra mình nói là vô lượng kiếp là như vậy á. Thực ra vô lượng kiếp nó có nhiều cái nghĩa tùy theo cách mình nhìn. Nhưng mà một hơi thở vào và một hơi thở ra trọn vẹn là một kiếp người rồi. Nếu như mình dứt ngang đó, mình không hít vào được là coi như mình xong. Thấy không? Mình hít vào được mà mình không thở ra là mình xong. Mà mình thở ra hết được rồi mà mình không hít vào được tiếp là coi như mình xong một cuộc đời rồi. Thành ra đó là lý do tại sao trong cái kinh Quán Niệm Hơi Thở thì Đức Phật đã hỏi các chư vị tỳ kheo rất rõ. Và cuối cùng thì Đức Phật nói chỉ có cái người mà thấy được như vậy mới là người thấy đạo. Nếu mà mình chưa thực tập được như vậy á, thì mỗi lần mà mình nằm xuống, mỗi lần mình nằm xuống hoặc là mỗi đêm mình đi ngủ thì mình xem như là hết rồi. Chuẩn bị giả sử như sáng ra mình không mở mắt được, không bỏ chân xuống giường được, thì đâu còn cái gì để mà phải lo lắng, đâu còn cái gì phải để mà sợ hãi. Thì như vậy mình sẽ buông hết tất cả và mình đi vào giấc ngủ, hay là mình đi vào một cái sự thảnh thơi, để rồi ngày mai mình sẽ được renew. Đó. Chứ còn nếu mà bây giờ mình có lo cho lắm mà lỡ đêm nay là mình ra đi rồi thì mình chỉ mang theo cái lo lắng, cái sợ hãi, cái bất an thôi. Đó. Thành ra chúng ta thực tập, cái đó là cái bước thứ hai mình có thể thực tập được. Thì nếu như mình thực tập, mình luôn luôn tâm niệm được như vậy, thì giả sử mình có ra đi và chúng ta biết rằng cuộc đời bây giờ thì tai nạn, những cái vô thường nó đến rất là lẹ, rất là nhanh. Thì nếu như mà mình làm được như vậy thì mình mới hy vọng rằng mình lấy cái năng lượng của mình ra được. Tại vì mình luôn luôn có cái sự chuẩn bị để trả mà. Có vị thấy chưa? Và trả từ cái tầng cao. Chứ còn nếu không thì cái năng lượng nó sẽ bị còn kẹt lại trong cái thân vật lý của mình, nó không thoát ra được. Thì như vậy không cách nào mà mình đi vào cái cảnh giới an lành được. Tại vì mình là cái cảnh giới trung dung ở giữa. Mà nếu mà không đi được vào cảnh giới của mình thì bắt buộc đi vào ba cảnh giới thấp hơn. Thấy chưa? Bắt buộc đi vào ba cảnh giới thấp hơn. Đó. Rồi khi mà đi vào ba cảnh giới thấp hơn, nếu đúng ra mà mình không bị cái năng lượng ở trong này nó còn lại để mà nó chiêu cảm mình loanh quanh luẩn quẩn, thì cái tích lũy nghiệp của mình, cái phước báo cũ của mình tự nhiên nó đến, nó sẽ giúp cho mình giải thoát, mình thăng tiến, mình chuyển đời liền ngay lập tức. Nhưng mà vì nó còn cái năng lượng nó còn kẹt lại ở đây,
Thành ra mình cứ loanh quanh luẩn quẩn, bị nó chiêu cảm lại là mình cứ bám víu xung quanh đó. Thành ra cơ hội nó đến mình cũng không chịu buông để mình đi, để mình thăng hoa. Thấy không? Thành ra nó luôn luôn cả hai, được một cái thì nó sẽ được tất cả, mà mất một cái nó mất tất cả. Thành ra đó là lý do tại sao mà khi mà mình tụng kinh, khi mà mình làm lễ, mình phải khai thị. Mà cái này hôm rồi có một người nói với chúng tôi, mà chúng tôi thấy thật, mà chúng tôi thấy rất là tức cười. Tức là chẳng hạn như khi mà chúng ta đi cúng cúng vong, cúng linh, hay là mình bắt đầu mình cúng thất đó, ha, thì quý vị thấy, tức là chúng ta không có rành cái kỹ thuật này, nhưng mà thỉnh thoảng nghe qua thì mình thấy rất là mắc cười. Tức là chẳng hạn như có khi đầu tiên cái vị chủ lễ khai thị đó là vong linh ơi, vong linh hỡi, tức là cuộc đời này là vô thường, là đau khổ, phải không? Thôi nhanh chân nhẹ gót về Tây. Tức là nếu lúc đó mình khai thị cho cái thần thức đó thì thần thức người ta đã ra đi rồi, và mình muốn người ta đi vào cảnh giới an lành. Và như chúng tôi nói quý vị á, nhất là những người chết bất đắc kỳ tử, những người chết bệnh, những người mà khổ đau á, thì người ta vừa thoát ra được là mạnh mẽ, người ta muốn đi. Thì với cái sự nhắc nhở khai thị của một người chủ lễ là ngay lúc đó người ta đi. Nếu mà được một cái đạo tràng hộ niệm nữa thì người ta đi. Nhưng mà sau đó là đi nữa, sau đó là triệu thỉnh hương linh trở về để ăn, để uống, rồi để nhập vào trong cái bài vị, để rồi để an vị ở chùa. Tức là mình vừa khai thị cho người ta đi, rồi cuối cùng mình mời người ta về ăn, về uống, để có người thân trong cái chứng giám. Tức là mình kéo người ta trở về, mình buộc người ta vào đó. Rõ ràng nó mâu thuẫn không? Rồi quý vị còn cái gì nữa? Còn những người mà còn là cúng giấy vàng mã, áo quần, tức là mình muốn người ta đi vào cái cảnh giới ở dưới thấp không à, chứ mình đâu muốn ta đi vào cảnh giới cao đâu. Thần quý vị thấy mình rất là mâu thuẫn. Mà trong cái phương pháp thực tập của mình, rõ ràng bây giờ chúng ta đang làm như vậy hoàn toàn sai lầm. Thực ra một lời khai thị là đi dứt. Đó là lý do tại sao quý vị thấy người Ấn, người Tạng chết xong một cái không một tiếng khóc, đốt xong một cái thải, thậm chí là bầm đập dập cho ăn hết, thả hết, không để một cái gì dính lại cả. Còn nếu mình còn cái đó là mình còn dính mắt, còn chiêu cảm lại. Mà thực sự cái quan trọng nhất là trong cái nghi lễ của mình là mình thấy là hoàn toàn sai lầm. Mà mình cứ thực tập như vậy, một đằng mình mong muốn cho người thân của mình ra đi thảnh thơi vào cảnh giới an lành, mà mặt khác mình lại muốn như vậy, mà cái quan trọng nhất là cái người chủ lễ là cái người làm như vậy nữa, thì quý vị có thấy mâu thuẫn không? Nha. Thì như vậy nếu mà mình tiếp tục mà làm như vậy, tức là mình lôi kéo những cái người thân của mình về bị đọa đày, bị dính mắc. Cái đó là mình sẽ bàn sau đi. Cái đó nó là cả một vấn đề lớn nha. Nó là một cái vấn đề rất là lớn. Thì trở lại đây, tức là quý vị biết rằng cái nguyên tắc nó tuân thủ cái nguyên tắc, và cái nguyên tắc này là mình không thể nào cãi được nó. Tất cả những cái gì Đức Phật dạy chẳng qua là mình lấy từ cái nguyên tắc tổng thể của vũ trụ. Mà những cái nguyên tắc này phải nói là nguyên tắc bất di bất dịch. Chỉ trừ khi nào mình không còn cái tâm lưỡng nguyên, tức là cái tâm phân biệt nữa, thì mình mới không bị cái nguyên tắc này chi phối mà thôi. Còn nếu như mình còn cái tâm phân biệt, mình còn cái tâm nhị nguyên, là ngay lập tức nguyên tắc này nó sẽ chi phối, nó tác động liền. Đó. Thành ra chúng ta thấy cái luật nhân quả, luật luân hồi, luật vô thường, tất cả đều là một. Mà thực sự khoa học gọi nó là luật bảo toàn năng lượng, chứ chả có gì cả. Thấy không? Khi nó sanh thì mình gọi nó sanh, nhưng thực sự nó không sanh. Thì chúng ta thấy cái luật bảo toàn năng lượng y chang như trong kinh Bát Nhã. Tức là năng lượng của vũ trụ không tự sanh ra mà cũng không tự mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác.
Thành ra trong kinh Bát Nhã nó là không sanh, không diệt, mà không thêm, không bớt, không thể nào được hết trơn đó, thấy không? Thành ra đó cũng là lý do tại sao nói Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật, là cái trí tuệ tuyệt vời nhất để mà chặt đứt hết tất cả những cái phiền não và soi sáng con đường cho mình đi. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như mà mình hiểu được, mình không có chấp, thì thực sự đó là lý do là tại sao nói Phật giáo không phải là một tôn giáo là như vậy. Phật giáo không phải là một tôn giáo, nó là một cái lẽ sống rất là tự nhiên, rất là thực của vũ trụ. Và khi mình hiểu được nó, mình tuân thủ được nó thì mình rất là nhẹ nhàng. Và chính cái vì mình hiểu được nó, mình không còn bị lệ thuộc vào nó, không còn dính mắc, không còn lo sợ, thành ra mình mới tự do tự tại. Thành ra cũng tương tự như vậy, đối với những người mà chết bệnh thì chúng ta thấy nó cũng giống như vậy. Tức là con người của mình nó mượn cái năng lượng của vũ trụ để nó biểu hiện, thì khi nó ra nó phải trả. Mà cái dòng năng lượng đó nó biểu hiện qua rất nhiều. Dĩ nhiên nó biểu hiện bằng cái tầng vi tế thì mình không thấy, phải không? Nó biểu hiện qua cái tầng vi tế, tức là từ cái tầng năng lượng đó mình mới nghe, mới thấy. Từ cái năng lượng trên như đó nó biểu hiện qua sáu căn của mình mới nghe, mới thấy, mới xúc chạm, mới ngửi, vân vân. Cũng giống như bây giờ cái dòng điện trong vũ trụ quý vị đâu có thấy, phải không? Ngay cả vì nó chạy trong cái sợi dây điện mình cũng chẳng thấy nữa. Nhưng mà nếu mà không có cái bóng đèn, không có cái quạt, không có cái radio TV thì còn lâu mình mới biết, phải không? Cắm vào đèn, đèn nó sáng lên, cắm vào quạt, quạt nó chạy, thì lúc đó nhờ những cái phương tiện nó biểu hiện ra mình biết à có điện đó. Thì cũng vậy, nếu như cái năng lượng chân như của mình nó không có những cái giác quan này đã biểu hiện ra thì mình sẽ không thấy được, mình sẽ không biết được cái sự hiện hữu của nó. Nhưng mà thực sự nó vẫn luôn luôn có đó. Biểu hiện một cách thô thiển hơn, tức là chúng ta thấy nó qua cái gì? Tức là mình vừa nói tới cái tâm lý là nghe, thấy, xúc chạm, ngửi. Biểu hiện cái kế đâu nói gì? Mình thấy rằng mình hít vào, mình thở ra. Mình thấy rằng mình biểu hiện, mình nói năng được, mình đi đứng được. Mình biểu hiện được bằng cái sự lưu chuyển của cái dòng dịch của mình. Mình có thể thấy nó chạy vào, chạy ra. Rồi biểu hiện bằng cái thân vật lý của mình là mình đi, đứng, mình nằm, ngồi được, mình cử động được. Thành ra nhờ những cái này mình mới bắt đầu thấy được cái sự hiện hữu và biểu hiện của nó. Nhưng mà khi mà nó không có lưu chuyển, nó bị bế tắc, thì chuyện gì xảy ra? Nó cũng sẽ biểu hiện liền. Khi mà mình thấy cái tay, cái chân của mình nó không cử động được, phải không? Mình bắt đầu thấy nó phù nề, nó sưng. Thì ngay lập tức, tức là nó là cái sự bế tắc của cái dòng năng lượng đó. Nó là sự bế tắc của dòng năng lượng đó. Thành ra cái mà ông bà mình thường nói thông thì bất thống, mà thống thì bất thông. Nếu như cái dòng đó mà nó lưu chuyển hết thì mình sẽ vận hành, cử động, nói năng, ngủ nghỉ bình thường, không đau, không nhức, không gì cả. Nhưng mà đến cái thô nhất mà nó bị kế tắc là mình thấy mình bị đau nhất, phải không? Cái thứ hai nó vi tế hơn một tí xíu là mình thấy mình bị phù nề, bị trương nở, hay là bị rối loạn cái tiêu hóa, rối loạn nội tiết hay gì đó. Cái thứ ba nữa là mình thấy chẳng hạn như mình bị mất ngủ, bị lo lắng, bị sợ hãi, bị căng thẳng, vân vân. Thì đó là sự bế tắc thôi. Bế tắc từ tầng thô đến tầng vi tế, thấy không? Thành ra cho dù mình chưa nhìn được những cái tầng vi tế này, nhưng mà nếu mình thấy cái thô nó biểu hiện, tức là mình biết nó đã đi qua các cái giai đoạn này rồi. Thì cũng tương tự như cái người chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta thấy mình chưa chết, nhưng mà cái năng lượng nó đi vào đi ra, tại vì nó phải thay đổi liên tục. Cái năng lượng đó nó phải thay đổi liên tục thì nó mới sống động, nó mới lưu chuyển, nó mới tuân thủ cái nguyên tắc của vũ trụ là vận hành liên tục và trao đổi liên tục, thay đổi liên tục. Còn nếu mình đưa vào mà nó không ra được, nó bị tù túng, rồi bế tắc, thì như vậy nó sẽ trở thành cái chết. Và quý vị thấy ngay cả một cái nhỏ nhất, vi tế nhất là gì? Là một cái làn sóng.
nó cũng phải lưu chuyển liên tục cho đến cái thể thô hơn của nó là một cái hạt điện tử, nó cũng luôn luôn di chuyển liên tục cho tới một cái nguyên tử, nó cũng phải di chuyển liên tục. Và nếu mình nhìn lớn hơn nữa, tức là một hành tinh, phải không? Một hành tinh cũng phải di chuyển liên tục từ xung quanh cái trục của nó và di chuyển xung quanh những hành tinh khác trong cái thái dương hệ của nó. Rồi cả một cái thái dương hệ đó còn phải di chuyển xung quanh những thái dương hệ khác trong cái dải ngân hà của nó. Thành ra tất cả từ nhỏ tới lớn, từ vi tế tới thô đều phải luôn luôn vận hành lưu chuyển chứ không đứng yên được. Mà nếu chúng ta đi vào mà không đi ra, nó bị bế tắc, nó hạn chế, thì tất nhiên nó sẽ sinh ra cái sự tổn hại, nó sẽ sinh ra cái sự vướng mắc trì trệ và chúng ta sẽ bị mắc nợ. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình trong con người của mình mà bị đau, bị nhức, bị phù nề, bị rối loạn, bị bất an, bị lo lắng, sợ hãi, mất ngủ, tức là mình biết rằng cái dòng năng lượng của mình không có sự thông thoáng, không có sự lưu chuyển. Thì như vậy nếu giả sử mình ra đi ngay lúc đó thì cái năng lượng của mình sẽ không bao giờ đem ra được đầy đủ cả. Thấy chưa? Cái năng lượng của mình đem ra sẽ không bao giờ được đầy đủ trọn vẹn. Thì như vậy mình làm sao đi vào được cảnh giới bình an như mình đã đi vào hôm trước? Và một lần nữa, cái năng lượng nó còn sót lại, nó bị bế tắc lại trong cái thân tứ đại của mình, nếu mà nó nằm im đó, nó đừng có bị cái lực hấp dẫn chiêu cảm, thì mình cũng chẳng loanh quanh luẩn quẩn rồi nó làm chi. Nhưng mà khổ thay, cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó rất là khách quan, nó không thiết lập cho ai và nó không ngừng nghỉ lúc nào, nó vận hành 24/7. Thành ra mình sẽ bị nó chiêu cảm về, mình loanh quanh luẩn quẩn, mình không có cái cơ hội để mà giải thoát, để mà thăng hoa, để mà chuyển hóa, thấy không? Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận. Và đó là lý do tại sao mình nói tu là mình phải tu một cách đồng bộ. Chứ nhiều hồi nếu như bây giờ mình không tu một cách đồng bộ thống nhất với nhau, bây giờ cái tâm mình chưa đủ mạnh, ngồi đây một lát mới có một tiếng là bắt đầu thấy ngó ngoáy ngọ ngoại, ngồi không yên rồi, thấy không? Thì làm sao mà lúc mà cái thân mình nó đau ốm, nó bệnh hoạn mà mình biểu là cái tâm mình an để mình đi vào cảnh giới tịnh được? Ngồi đây mới có một tiếng mấy à, thấy không? Một tiếng 10 phút mà thấy nó đã bất an, thấy nó khó chịu rồi. Thành ra mình phải xem rất là kỹ như vậy, và mình phải chuyển hóa nó, phải khai thông nó. Thành ra trong cái pháp tu mà chúng ta hướng dẫn quý vị là mình phải làm sao mình hiểu được nó, và mình phải hỗ trợ, phải hợp tác đồng bộ với nhau hết. Đó. Rồi chúng ta nói tới một cái phần nữa, có lẽ là không xong được hết, nhưng mà chúng ta sẽ chiều nay chúng ta tiếp tục. Tức là cũng trên cái nguyên lý luân hồi đó, vay trả đó, thì chúng ta thấy rằng cái năng lượng mình vay vào là mình phải trả ra, phải không? Và mình vay vào nhiều thì mình phải trả ra nhiều. Nhưng mà có khi mình vào mà mình không ra được thì ngay lập tức là mình sẽ không đi vào cảnh giới tương ưng với lúc mình đi vào lúc trước. Thì chỉ thấp hơn mình một tí xíu là mình đi vào 3 cảnh giới thấp liền. Cái thứ hai là cái nguy hiểm là nó còn dính lại ở đây, mà nếu nó sinh lời á thì được. Nhưng đằng này nó không sinh lời mà nó kéo mình lại, nó trì trệ mình lại, cái đó là nguy. Thành ra chúng ta sẽ trở lại vào cái nguyên tắc vay trả sâu hơn, để mình thấy được rằng không những cái việc tu tập của mình nó biểu hiện trong cái môi trường thuận lợi đâu, mà tất cả các tình huống của mình đều phải rất là cẩn thận. Thì một lần nữa, như quý vị thấy, cái con đường hình thành của các pháp là từ năng lượng của vũ trụ. Không có cái gì trong thế gian này mà được hình thành, được biểu hiện mà ngoài nó cả. Kể cả pháp hữu hình lẫn một cái pháp vô hình. Thành ra quý vị mới thấy rằng tại sao trong cái bài kinh mà quán tứ niệm xứ thì phải quán từ thân tới thọ tới tâm thì cuối cùng tới pháp. Thì nếu mình nhìn trên cái yếu tố căn bản thì
nó là từ cái thô đến cái vi tế hơn là cuối cùng nó trở về cái nguồn năng lượng chân như bao trùm hết tất cả của vũ trụ. Do vậy mà mình phải hiểu rằng tất cả mọi thứ mình xung quanh từ thô đến tế đều là sự biểu hiện của năng lượng vũ trụ. Mà nếu như mình mượn cái thân của mình làm một phần thô, mình mượn cái tình thương yêu của cha mẹ, ông bà, thầy, cô giáo, bạn bè, làng xóm, những người ở ngoài là một phần tế. Mình vay mượn cái kiến thức ha, cũng là một phần vi tế. Rồi mình vay mượn thức ăn, thức uống là phần thô. Mình vay mượn cái không khí của mình là phần tế. Và mình vay mượn cái năng lượng trên như của vũ trụ là một cái phần vi tế hơn nữa ha. Nhưng mà có những cái có lời, có điều kiện và có những cái không lời, không điều kiện. Thì một con người khôn khéo phải biết sử dụng và tận dụng nó. Tại vì tất cả các pháp đều có hai mặt nha. Cái người thông minh hay là cái người có trí tuệ thì là cái người biết sử dụng nó đúng lúc, đúng thời. Thành ra cái câu mà ông bà mình thường nói là khôn cũng chết, dài cũng chết, biết mới sống. Cái chữ biết ở đây tức là sự tỉnh giác đó quý vị nha. Chứ còn thật ra tất cả các pháp trong vũ trụ không có cái nào là tốt mà chả có cái nào xấu nha. Con rắn độc, cái nọc của nó một tích tắc nó mổ mình mà mình không cấp cứu kịp là mình đi đây. Nhưng mà nếu không có nó thì mình sẽ không có được bao nhiêu cái thuốc, không có giúp được những người trong phòng mổ nha. Thì như vậy nó rất là cần thiết trong đời sống ngày nay. Đó là lý do tại sao quý vị thấy cái biểu hiện của ngành y phải là con rắn độc nằm trên cái kênh ha. Và trở lại cái tinh thần của Bát Nhã là không tốt, không xấu ha. Nhưng mà giờ mình thấy cái đó nó vi tế quá, nó cao siêu quá. Giờ mình thể hiện trong đời sống hàng ngày của mình đi, thì mình sẽ thấy trong nhà bếp nếu quý vị có một cái con dao mà nó cùn quá, quý vị cắt thì nó không nhanh, không đẹp, phải không? Nhưng mà nếu mà mình lỡ mà mình bất giác mình cắt tay mình thì nó sẽ không đứt tay, không chảy máu. Thành ra mình vừa thấy cái gọi là khuyết điểm nó sẽ trở thành cái ưu điểm liền. Nhưng mà mình tài lay, mình đi mình mài cái con dao cho bén, hay là mình đi lấy cái con dao khác cho bén để mình cắt cho nó ngọt, cho nó đẹp, cho nó nhanh, thì một niệm bất giác làm cái rễ rất là ngọt sớt luôn, máu lên láng à. Thì như vậy quý vị thấy cái con dao cùn và cái con dao bén bản chất nó đâu có tốt hay xấu, phải không? Vì khác biệt là gì? Một cái niệm bất giác mà thôi. Còn nếu như khi mình sử dụng, mình biết cái con dao bén là mình phải sử dụng với sự tỉnh giác thì nó sẽ đem lại cái lợi lạc cho mình, phải không? Hay là nếu như mình có cái sự tỉnh giác, bây giờ quý vị đem cái con dao bén mà quý vị cắt cà chua, cắt thịt thì quý vị ok. Nhưng mà quý vị đem cái con dao bén đó mà quý vị cắt bánh mì hay cắt nước đá là rồi, không sớm thì muộn gì cũng bị trượt một cái là đứt tay. Còn ngược lại, quý vị đem cái con dao cùn hay là cái con dao răng cưa, quý vị cắt nước đá, cắt bánh mì thì ok. Mà nếu quý vị đem cắt cà chua hay cắt thịt thì nó cù nhây cù nhừa và nó cắt tên tay mình, thấy không? Thành ra bản chất của nó không tốt hay không xấu, nhưng mà do mình có cái tỉnh giác hay không. Thì khi mình có cái tỉnh giác thì có tuệ giác liền ngay lập tức, và mình biết sử dụng nó như thế nào. Thì trở lại cái năng lượng trong vũ trụ cũng vậy, nó biểu hiện qua hết tất cả. Nhưng mà bây giờ mình phải nhìn vào trong cái đời sống cụ thể của mình à. Như hồi nãy chúng ta nói quý vị, trên 30 tuổi đến 40 tuổi trở đi thì vũ trụ đã nhắc mình là kéo mình lại, thì mình phải eo lại một tí xíu, tức là thu cả chiều cao và thu cả chiều ngang. Nhưng mà ngày nay nó kéo mình lại chiều này, mình ráng đẩy ra chiều kia là như vậy là không xong rồi à. Đó là cái thứ nhất mình mắc nợ. Cái thứ hai nữa là khi cái đời sống càng ngày càng tiện nghi thì mình coi chừng mình lại đi vào cái hướng thiên lệch mà cái ngày hôm qua chúng ta đã chỉ cho quý vị trong cái
cái vật chất căn bản của con người mình và của vũ trụ là cái nước. Thì như vậy khi mà mình đi vào cái gọi là đời sống khoa học kỹ thuật tiện nghi thì mình lại bị dính vào quá nhiều cái tiêu cực của nó. Thì như vậy ở đây cũng vậy, chúng ta thấy cụ thể vào trong cái đời sống căn bản nhất, thấp nhất của mình. Trong cái đời sống căn bản và cái nhu cầu tối thiểu thấp nhất của mình là cái nhu cầu ăn. Thì ngày xưa khi mà mình còn nghèo á, thì quý vị thấy rằng mình có một cái con gà là mình ăn từ đầu cho tới đuôi, từ da cho tới xương, phải không? Không có bỏ tí nào cả. Thành ra mình thứ nhất là mình sử dụng nó một cách rất là trọn vẹn. Thì theo nguyên tắc của đồng ứng là gì? Mình sử dụng trọn vẹn khâu như vậy thì mình sẽ trở về thành một cái con người trọn vẹn. Nó không có bị sức mẻ, nó không bị khiếm khuyết. Thì tất cả những cái sản phẩm thì mình sử dụng cũng đều như vậy hết cả. Đó là mình nói bên ngoài, mình đã không lãng phí mà mình lại tận dụng cái nguyên lý của vũ trụ, thành ra mình sẽ được complete, mình sẽ được whole, mình sẽ trở về với nó. Rồi đến bên trong, khi mà mình có được một cái con gà như vậy, mình chia 5 x 7 cho cả một cái gia đình của mình thì mỗi người được một miếng thôi, phải không? Thành ra mình rất là trân quý nó, mình ngồi mình ăn, mình nhâm nhi, mình nhai cho kỹ, phải không? Thì như vậy mình đã thưởng thức nó, mình trân quý nó, thì chính cái biết thưởng thức, biết trân quý đó, biết cái ăn chậm như vậy, thì lúc đó nó đã có đầy đủ cái sự tiếp nhận của các tầng năng lượng, của hết tất cả các tầng năng lượng, từ đoàn thực đến xúc thực đến tư niệm thực. Rồi khi mà mình ăn ít, ăn chậm, ăn kỹ như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái dịch tiêu hóa, men tiêu hóa nó sẽ tiết ra và nó bỏ có một tí xíu trong cái bao tử mình, thành ra nó sẽ cố gắng nó chuyển hóa hết ra, tận dụng tối đa để nó biến thành ra cái năng lượng tích cực nuôi dưỡng mình, và cuối cùng nó chả để lại một tí xíu nào cặn bã hết, hay là rất là ít cái chất thải. Thì như vậy chúng ta thấy theo nguyên tắc của vũ trụ, của lực hấp dẫn, của đồng ứng, thì mình tạo ra tối đa là năng lượng tích cực và cặn bã chất thải năng lượng tiêu cực là tối thiểu, thì mình sẽ được chiêu cảm những cái năng lượng tích cực bình an đến với mình, và những cái cặn bã độc tố, cái năng lượng tiêu cực thì nó sẽ không đến với mình. Thấy không? Thành ra lợi từ bên ngoài đến lợi bên trong. Nhưng mà ngày nay thì mình làm ngược lại, đời sống càng tiện nghi, càng sung túc bao nhiêu thì mình ăn con gà là chỉ có 2 cái ức, 2 cái đùi, bao nhiêu dục bỏ hết. Thì như vậy tự mình đã làm cho nó incomplete, phải không? Mình đã làm cho nó cục bộ hóa, mình đã lãng phí. Thì mình thấy rằng đời sống ngày nay người ta đang đi vào cái con đường như vậy, thành ra cuối cùng mình lãng phí năng lượng từ bên ngoài, mình làm cho cái con người mình nó bị gián đoạn, nó bị cục bộ. Rồi đến bên trong cũng vậy, khi mà mình có nhiều á thì mình thường là không có cái sự trân quý, phải không? Mình không có sự trân quý, và mình vì không có sự trân quý như vậy thì mình ăn trong bất giác, trong thất niệm, và mình tiêu thụ rất là nhiều. Thì khi mình đưa vào đây nó nhiều quá là trong bất giác như vậy, thì làm sao mà nó tiếp xúc được hết tất cả những cái tầng năng lượng ở trên để nó mà nó đi lên, phải không? Nó không có đi lên được mà nó chỉ nằm ở cái tầng thấp nhất mà thô nhất. Rồi khi nó vào trong này cũng vậy, do mình ăn trong bất giác như vậy thì men tiêu hóa, dịch tiêu hóa không tiết ra được, mà mình đưa lại thì lại quá nhiều, thành ra nó sẽ không có thèm lấy hết, nó chỉ lấy được một tí thôi, phải không? Để biến thành cái chất dinh dưỡng, cái năng lượng tích cực cho mình. Còn đa phần thì nó sẽ trở thành rác rưởi dư thừa. Thì như vậy mình đã lãng phí, mình đem vào quá nhiều hơn cái nhu cầu cần thiết của mình là mình đã mắc nợ rồi. Biến thành năng lượng tích cực, chất dinh dưỡng ít, thì cái lực hấp dẫn nó chiêu cảm đến cái tích cực cho mình rất ít, để lại cặn bã rác rưởi nhiều, thì lực hấp dẫn sẽ chiêu cảm những cái năng lượng tiêu cực đến với mình nhiều. Rồi thêm gì nữa, nếu mà nó không thông minh
thì nó để rác rưới đó trong người mình, thì càng ngày mình lại càng bị nặng nề, càng bị chiêu cảm những cái năng lượng tiêu cực đến nhiều hơn, để bị bế tắc nhiều hơn. Còn nếu như nó thông minh hơn tí xíu thì nó phải spend một tí xíu năng lượng nữa để đi dọn dẹp rác rưới này, thì lại lãng phí thêm một mớ năng lượng vô ích nữa. Thành ra chúng ta thấy mới nổi một cái ăn thôi mà đời sống càng đầy đủ bao nhiêu, càng tiện nghi bao nhiêu, thì mình lại càng lãng phí, càng vay mượn nhiều năng lượng. Để rồi đến cuối cùng mình sẽ tự chiêu cảm đến những cái năng lượng tiêu cực đến cho mình nhiều hơn, những cái bế tắc, những cái tật bệnh, những cái độc tố nhiều hơn. Rồi ngày hôm qua thì chúng tôi cũng nói đến cái việc mà quý vị nghĩ rằng nó tiện lợi, tức là mình nấu cho nhiều xong rồi mình đem mình hâm từng ngày mình lãng phí năng lượng rất nhiều mà mình biến nó thành chất độc. Rồi một cái ngày nay nữa là mình mắc cái sai lầm nữa cũng trong cái ăn uống này. Quý vị thấy ngày xưa mình không có điều kiện, không có tủ lạnh, mình uống nước bình thường hay là mình uống nước nóng, thành ra con người mình khỏe, phải không? Là tại vì nhiệt độ bằng với nhiệt độ, ít nhất là nhiệt độ bên ngoài thì nó khoảng 25, 28, 30 độ, tức là nó gần với nhiệt độ cơ thể mình. Còn khi mình nấu nước lên cái gì cao hơn thân nhiệt của mình, tức là một cách để nạp năng lượng cho mình, một cách nó tẩy rửa, phải không? Nó khai thông, nó làm giãn nở. Nhưng mà bây giờ mình tiện nghi quá, mình toàn là ở phòng lạnh, là mình đã không có được đổ mồ hôi, uống nước đá lạnh. Mà nước đá lạnh thì chúng ta thấy rằng lạnh vừa vừa đi cũng mười mấy, hai mười mấy độ, phải không? 15 độ. Còn nếu là những cái người mà uống nước đá nữa thì có khi 2-3 độ, 5-7 độ thôi. Thì như vậy khi mình đưa một cái lượng nước lạnh vào trong người mình thì cơ thể mình nó phải spend một mớ năng lượng để nó đưa cái nhiệt độ từ 5-7 độ, 10 độ nó lên 37 độ, là mình đã lãng phí một mớ năng lượng rất là vô duyên. Chưa kể nữa là cái sự dao động trong cái nó gọi là homeostasis trong người mình, vì nó quá khác biệt đi thì nó sẽ dao động. Thì chính cái dao động đó nó làm cho tất cả mọi cái sinh lý, mọi cái tâm lý trong con người mình nó cũng dao động. Mà quý vị nhớ cái cán cân ngày hôm qua mình nói không, nó càng dao động bao nhiêu, tức là nó càng đi xa cái nguồn trên, cái trung đạo bấy nhiêu, nó càng làm cho mình bị rối loạn, bị bất an nhiều bấy nhiêu. Thành ra có những cái phương pháp thực tập mình làm trong đời sống hàng ngày của mình, nhưng mà mình không có tỉnh thức, không có ý thức được nó. Và chính vì vậy mình đã vay năng lượng của vũ trụ quá nhiều một cách rất là vô ích, hiểu không? Mà những cái đó là những cái vay có điều kiện, quý vị. Những cái đó là những cái vay có điều kiện. Thì chiều nay mình sẽ nói tới cái khác biệt giữa vay có điều kiện và vay không điều kiện, và làm sao để mình tích lũy, làm sao để mình phát triển nó lên. Rồi đó mình mới nói cái nhu cầu ăn thôi, mình nói tới cái nhu cầu mặc cũng vậy. Cái nhu cầu mặc, ngày xưa thì mình nghèo, mình có một vài cái áo thôi, mình vá tới vá lui, phải không? Bây giờ mình có quá nhiều áo quần, giày dép, mũ nón, thành nó có những cái mình chưa xài tới. Thì như vậy rõ ràng là mình lãng phí không? Rồi xong là mình thảy nó ra thì mình tạo nên cái gì? Ô nhiễm môi trường. Thành ra khi mà đi tu tập chúng tôi tính kỹ lắm quý vị, tức là những cái khóa tu khác cho bên châu Âu cũng vậy, cho dù người Mỹ, người Tây cũng vậy, đi tu học bắt mỗi người, nếu mà đạo tràng không có chuẩn bị sẵn đó, thì mỗi người đem theo một cái ly uống nước kiểu gì tùy quý vị muốn, và một cái chén ăn cơm với một cái đũa hay một cái muỗng. Nếu như người ta không thích cái tô thì người ta đem theo một cái đĩa, ha, một cái plate vậy thôi, không bao giờ cho sử dụng những cái disposable. Tại vì mình mới tu được tí xíu thôi, được 10 điểm là giỏi lắm, là mình bị mất hết 5-3 điểm bên kia rồi, thấy không? Thành ra khi đi vào tu tập thì mình thấy đó là những cái bình thường, tức là tu là chuyển, chứ còn mà nó phải là sự đồng bộ. Chứ còn nếu quý vị làm được cái này một tí xíu mà quý vị mất vào cái kia thì như vậy nó sẽ lãng phí rất nhiều cái công sức của mình và thời gian của mình. Thành ra chúng ta thấy những cái nhu cầu rất là tối thiểu là ăn và mặc mà mình đã lãng phí nhiều đến như vậy, huống chi những cái nhu cầu khác nữa và những cái phương tiện khác nữa. Trong cái đời sống xã hội giao tiếp thì chiều nay thì nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ đi sâu hơn những cái đó. Nhưng mà chiều nay thì chúng ta sẽ nói kỹ đến cái nguyên tắc làm sao mà để mình biết rằng cái vay mượn năng lượng của vũ trụ nó ứng dụng vào trong cái đời sống tu hành của mình, và làm sao để mình có thể tích lũy, để có thể phát triển và thăng hoa lên được trong
cái đời này hay là những đời sau. Rồi thôi thì bây giờ mình tạm ngưng ở đây ha, để chúng ta nghỉ ngơi một tí xíu rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái giờ họp trai. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng ngồi trở lại ngay ngắn thoải mái, trở về lắng nghe hơi thở của mình để cho tâm của chúng ta được trở về với thân một cách rất là bình an, cân bằng và tĩnh lặng, để chúng ta cùng nghe tiếng chuông và hồi hướng. Thank you.